cho mấy ông lên tí, còn dập ông này cứ thấp thang thấp phỏng, thấy mấy bạn lên nhiều quá. Ông được cái gì, ông được cái gì nói luôn. Dạ, kính thưa cha, cảm ơn Chúa, con được hai lên. Thì con xin nói về con ở ngoài Bắc á, con ở địa phận Bùi Chu, ra với Bình Hải. Thế là con được hai ơn. Con là Đặng Ngọc Gia, auto Đặng Ngọc Gia là 5 tuổi. Ô tô Đặng Ngọc Gia. Augustino. Augustino, à. Ừ, tưởng là ô tô gì đó, Phạm Ngọc Gia. Rồi, ông được cái gì? Thế cha, con kể về con, được ơn của con, nhưng cũng là được ơn của con. Thì con thứ ba của con là con trai mà thành lập gia đình 5-6 năm, từ thời gian cha còn làm tí hòa đấy. Thế thì cháu cũng rất buồn, đi uống thuốc rồi mọi thứ không được. Được cái gì? Không được con á. Thế cháu mới xin lòng thương xót của Chúa tại tí hòa, từ gian cha còn làm tí hòa. Thì cháu đã được Chúa nhận lời và Chúa cho cháu được hai con, một con trai, một con gái. Đến nay các cháu rất khỏe ngoan và thông minh. Đấy. Hiếm muộn mà Chúa đã ban cho được một trai một gái khỏe mạnh thông minh, rồi ơn. Thế cha, và con còn ơn thứ hai của con là con cách đây độ 2 tháng thì tự nhiên con thì nổi ra cái bệnh gọi là bệnh thoát vị, và trong người con lại có một căn bệnh là bệnh zona thần kinh. Con mất 4 năm nay rồi mà thuốc men chữa bao nhiêu tiền thuốc cũng không khỏi, cứ ngứa rát ở người con thế này. Nhưng mà từ cái 2 tháng nay thì con lại bị một cái bệnh là thoát vị. Thế con lại nhờ cháu nội của con là con không biết nhắn tin, mà điện thoại thì chắc là cha không nhận rồi. Thì cháu nội của con nó nhắn tin vào cho cha, thì cha cũng nói rằng con cứ yên tâm rồi cha sẽ cầu nguyện cho. Thế là con bị bệnh thoát vị thì con mới nhờ người bác sĩ ở đấy là chữa cho con. Thì con mới xuất viện về đây được hơn tuần này. Chúa ban cho con khỏe, con khỏe, con thế tin là một đoàn xe của hai đoàn xe của chúng con ngồi giáo thủy về đây là hơn 100 người, con đi ngay, con bảo con cảm ơn Chúa, con tạ ơn cha đã cầu nguyện cho con được khỏe mạnh và như ngày hôm nay con. Đây, tôi gửi một cái máy cho nhé, 365 bài giảng từ mãi ngoài giáo thủy mà lặn lội vào đây. Để tạ ơn Chúa làm chứng cho đứa con của mình hiếm muộn bị được cả hai con, một trai một gái, và bị bệnh zona dì leo 4 tháng rồi bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Đây là cái quạt, đây là móc khóa và đây là sâu chuỗi. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Hallelujah.